chưa? Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một công thức nước uống đang được các bạn trẻ rất là yêu thích hiện nay, đặc biệt là các em học sinh. Đó là món Milo dầm trân châu đường đen. Thì nguyên liệu để làm món Milo dầm trân châu đường đen, mình cần có sữa đặc, kem béo thực vật Greek, cacao, một gói Milo, bánh bánh quế và bánh Oreo và trân châu đen nha các bạn. Trân châu đen thì mình đã có hướng dẫn các bạn cách nấu ở các clip trước rồi đó, các bạn xem lại nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị một ly đá nha các bạn. Nếu mà mình có máy bào đá thì mình dùng máy bào đá nha các bạn, còn bây giờ mình không có máy bào thì mình xài tạm cái máy xay cũng được nha. Thì mình bấm bút sử dụng máy bào thì đá sẽ ngon hơn nha. Mình cho ra khoảng 2 phần ly nha các bạn. Đây, ly này là mình sử dụng ly 700. Rồi cỡ 2 phần ly về là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho 20g sữa đặc. Một muỗng đầy này nha. Kem béo rít mình sử dụng 10 ml. Bột cacao 6g nha các bạn. Dùng cái muỗng này đông nè, mình lấy khoảng nửa muỗng là 6g nha. Có Milo luôn. Các bạn cứ áp dụng thử công thức của mình nha, rất là thơm ngon luôn. Rồi mình là trân châu. Các bạn có thể thêm topping bằng thạch pudding sô cô la cũng được nha các bạn, hoặc là thạch sô cô la cũng được nha. Đây mình chỉ sử dụng cho châu đen thôi. Đó. Và mình trang trí bánh quế luôn nha. Này, những topping ăn kèm này rất là ngon nha các bạn. Đây. Đã hoàn thành rồi nè các bạn ơi, rất là hấp dẫn luôn. Đã hoàn thành đi Milo dầm trân châu đường đen rồi nè các bạn. Là mình cái này mình dầm lên là mình uống nha các bạn, dầm đều lên là mình uống là được rồi nha. Các bạn có yêu thích kênh của mình thì nhớ bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.
nhớ comment bên dưới nếu có thắc mắc gì nha các bạn nha. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.